người đàn ông này đang chuẩn bị chụp ảnh cho vợ trong khung hình xuất hiện một người phụ nữ vẫy tay ở trên tầng người chồng lập tức phóng to ra xem thì phát hiện là bạn thân của vợ và là tình nhân của mình giobin vô cùng sợ hãi và sửng sốt nếu để vợ anh ta thấy cảnh này thì xong rồi anh ta vô cùng vội vã và lấy cớ rồi đi tìm tình nhân anh bảo vợ mình ở lại một mình ở đây đợi anh khi thấy gặp Ezi cô ta ngay lập tức ôm và hôn anh giobin lập tức đẩy cô ta vào trong phòng vì sợ bị phát hiện anh ta bảo Ezi thật sự bị điên rồi đã thế lại còn thuê ngay cạnh phòng của anh và vợ nếu như vợ của anh ta mà phát hiện ra thì làm sao Eji tỏ ra không chút quan tâm, cô ta rất mong chờ việc Unche biết được sự thật. Cô muốn Unche biết quan hệ của cô ta và Giobin. Lúc đó Unche sẽ nghĩ gì nhỉ? Giobin muốn thuyết phục Eji, nhưng cô ta lại nhảy lên người ôm anh và hôn anh ta. Một tiếng sau, Giobin mới nhớ ra là vợ mình vẫn đang đợi mình. Anh mặc quần áo và chuẩn bị rời đi, nhưng Eji không muốn cho anh ta đi. Cô yêu cầu anh gọi điện cho Unche với lý do có tai nạn ở công trường và bảo Unche tự chơi ở đây một mình. Vì để giữ Giobin lại, cô ta còn cố tình làm đổ rượu lên người anh, sau đó lấy ra cái áo màu đỏ cô ta mua và bảo Gio bin mau đi thay. Sau đó, cô ấy mang quần áo bẩn đến khách sạn để giặt nhanh ở quầy lễ tân. Nhưng khi Ezi mang đồ bẩn đến quầy lễ tân của khách sạn để giặt, cô nói nhân viên mang đi giặt rồi sau đó gửi tới phòng của Unche. Gio bin lúc này đã làm theo lời của Ezi, anh ta gọi cho vợ và bảo cô tự chơi một mình. Rồi vội vàng cúp máy với lý do đang lái xe. Vừa cúp điện thoại, chuông cửa vang lên, nhân viên phục vụ mang cái áo của Gio bin tới, rồi sau đó đưa cho Unche. Nhìn cái áo này thì Unche rất bất ngờ. Cô hỏi nhân viên rằng tại sao cái áo này lại ở đây. Nhân viên nói rằng có một người phụ nữ mang tới và bảo họ giặt. Lúc này EJ gọi điện cho Unche, mục đích là ám chỉ Unche Che qua điện thoại và nói rằng có thể Giobin đang ngoại tình, nhưng Unche không tin những lời bạn thân của mình nói về chồng. Lúc này Unche vẫn tin tưởng Giobin, Giobin làm mọi cách để Unche không phát hiện ra manh mối gì, cho nên anh ta đã đậu xe ở cách rất xa bãi biển. Nhưng khi anh ta nghĩ rằng những gì mình làm là đã hoàn hảo, thì Unche lại thấy xe của anh ta ở bờ biển. Bây giờ cô ấy cuối cùng đã bắt đầu nghi ngờ rằng chồng của cô có người khác bên ngoài, nhưng cô ấy không biết phải làm gì. Khi Unche trở về khách sạn, cô nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ đến từ phòng bên cạnh tuy nhiên cô không biết người bên trong ấy lại chính là chồng của mình và bạn thân của mình đây vốn là kỳ nghỉ hiếm hoi của vợ chồng unche trong nhiều năm nhưng nó lại trở thành chuyến đi hưởng tuần trăng mật của chồng và nhân tình điều mà unche không bao giờ ngờ tới là chỉ một vài ngày trước Giobin bảo cô đưa hết tiền cho anh ta anh ta nói là mang đi đầu tư nhưng thực tế là anh ta dùng số tiền đó mua nhà và mua xe cho ez trong khi đó ez gọi cho unche và bảo unche đi siêu thị mua giúp cô ta nồi niêu xong chảo cô ta thậm chí còn nhờ unche dọn dẹp ngôi nhà mới cho mình khi unche đã làm xong mọi thứ và đợi ez quay lại thì cô phát hiện Gio Bin cũng ở đây với Eji, Un Che tò mò và hỏi sao chồng của mình cũng tới đây. thấy Gio Bin không trả lời được, Eji nhanh chóng giải thích rằng bọn họ tình cờ gặp nhau. do đó cô mới bảo Gio Bin tới nhà mình dự tiệc. như vậy cũng có thể tiện đưa Un Che về luôn. Un Che lúc này không hề nghi ngờ những lời nói của bạn thân. cô còn khen bạn thân mình chu đáo. lúc Un Che đang nấu cơm, thì Eji tranh thủ đẩy Gio Bin vào phòng ngủ. sau đó cô ta ôm và hôn Gio Bin. cô ta chẳng hề sợ hãi việc bị Un Che phát hiện. sau khi ăn xong, Gio Bin sợ bị lộ nên lấy lý do cần quay về công ty và vội vã rời khỏi nhà Ezi. Trong khi đó thì Ezi đưa Unche về bằng chiếc xe mà Giobin mua cho cô ta. Trên xe cô ta nói đùa Unche rằng kết hôn bao nhiêu năm mà chồng cô không mua cho cô chiếc xe nào sao? Thậm chí một cái túi sách cũng không có. Unche chỉ cười và nói rằng cô không cần những thứ đó. Unche vẫn chưa hề biết rằng người bạn thân nhất của mình lại đang phản bội mình. Unche phát hiện ra hộp trang sức trong túi áo của chồng. Khi cô mở ra thì là thấy một cặp nhẫn tình yêu. Bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ cái, trong khi hai chữ này giống hệ cái nhẫn trên tay của Ezi. Lúc đó cô mới hiểu những chữ cái đầu của tên tiếng Anh mà người bạn thân nhất của cô đã nói với cô trong ngày. Nó viết tắt tên tiếng Anh là dâu và Ellie. Khi Gio Bin ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy, Unche cầm chiếc nhẫn của mình, anh ấy vội vàng giải thích rằng đó là một món quà lưu niệm từ câu lạc bộ công ty. Sau đó anh ta lấy chiếc nhẫn và vội vàng rời khỏi nhà. Unche khóc một mình ở nhà, nhưng lúc mà Unche đang buồn thì điện thoại Gio Bin làm rơi ở nhà reo lên, Unche cầm điện thoại và trách tin nhắn, tin nhắn hỏi bao giờ thì Gio Bin tới. Unche sau đó gọi điện cho số này, sau khi điện thoại được kết nối, cô nghe thấy giọng của người bạn thân EJ của mình. Un che tức giận ném cái điện thoại xuống đất, ngoài những bức ảnh cô nhìn thấy trong chuyến đi vài ngày trước, thì cô phát hiện EZ cũng xuất hiện tại đây. Un che lúc này mới nhận ra bạn thân đã phản bội mình. Cô thấy Gio bin ra ngoài vào nửa đêm và vẫn chưa quay lại. Un che cho rằng chồng mình đang đi gặp EZ, cô quyết định sẽ bắt quả tang bọn họ, nhưng khi tới nhà EZ thì EZ không cho cô vào trong. Un che tức giận và xông thẳng vào. Gio bin biết Un che đã tới, anh ta vội vã trốn vào trong tủ, nhưng EZ hiểu rằng Un che đã phát hiện ra chuyện này. Cô ta chủ động mở tủ quần áo ra. Gio bin lúc này vô cùng rối bời. EZ còn chơi chẽn và giới thiệu với Unche, để tớ giới thiệu cho cậu nhé, anh ấy là bạn trai tớ. Không biết xấu hổ, tại sao cô lại đê tiện như vậy? EZ muốn đánh lại Unche nhưng bị Giobin ngăn cản. Khi có vợ ở đây, anh ta chọn đứng về phía vợ mình. Sau đó anh đuổi theo cô lên bờ sông Hàn, anh ta quỳ gối cầu xin Unche tha thứ. Anh ta nói rằng từ nay về sau sẽ không qua lại với EZ nữa. Bởi vì Giobin rất sợ chuyện này bị bố của mình biết, thì anh ta sẽ bị ông cắt chức tổng giám đốc. Unche mềm lòng trước sự cầu xin của anh ta ngày hôm sau cô tiếp tục về nhà và làm một cô con dâu tốt nhưng ez thì không muốn để yên cho unche lúc này anh trai của unche tìm ez và cầu hôn ez sỉ nhục anh là loại rẻ rách vớ vẩn và từ chối anh ta cô ta còn nói với anh rằng Giobin đã cắm sừng em gái anh nhưng cô ấy không nói người phụ nữ đó là chính mình anh trai của unche đã rất tức giận khi nghe điều đó anh đến thẳng văn phòng của Giobin. sau đó anh ta đã đánh đập Giobin một cách dã man đồng thời ez cũng gọi điện cho cha của Giobin. cô ta nói con trai ông đã có tình nhân bên ngoài ez đã hạ quyết tâm phải hủy hoại mọi thứ của unche sau khi Gyo Bin bị anh dày đập cho một trận và trở về nhà, thì anh lại bị bố đánh. ngày hôm sau thì anh ta đã bị bố của mình tiến nhiệm chức danh tổng giám đốc công ty. sau khi Ezi biết tin này, cô ta với sự giúp đỡ của người phụ nữ mà cô gặp trong ngành làm đẹp, rồi giới thiệu cho Gyo Bin một hạng mục 10 tỷ won. chính vì lần này cô ta lại thành công níu kéo anh ta về bên mình. Unche biết tin này, cô đích thân tới tìm Ezi, cô quỳ gối cầu xin Ezi hãy từ bỏ Gyo Bin, bởi vì vài ngày trước cô đã phát hiện mình mang thai rồi. Unche không muốn đứa bé sinh ra mà không có bố, nhưng Ezi lại bảo Unche hãy bỏ Gyo Bin đi đã thế còn bảo cô phá thai em hơi quá đáng rồi đó dưới sự xúi dục của ezio bin gọi cho unche vào lúc nửa đêm và bảo unche ra ngoài đi chơi với mình unche cho rằng vio đã thay đổi cô hạnh phúc và trang điểm thật đẹp rồi mặc quần áo đẹp nhưng sau khi cô ấy ra ngoài thì vio lại đưa EJ về phòng anh ta muốn làm tình với cô ta trên chiếc giường của mình với unche lúc này unche chuẩn bị bắt taxi thì cô phát hiện để quên ví ở nhà vì vậy cô ấy quay đầu nhanh chóng để về nhà và lấy ví của mình nhưng khi cô ấy về nhà và mở cửa thì cô sững sờ trước cảnh tượng trước mắt Unche Che tức giận muốn lao vào đánh nhau với Ezi, nhưng cô lại bị đẩy ngã, đột nhiên cô chảy rất nhiều máu, Gio Bin vội vã đưa cô tới bệnh viện, may mắn là em bé trong bụng mẹ không sao. Anh trai của Unche biết điều này, liền tìm Gio Bin, sau đó kéo Gio Bin tới bãi biển và gõ cho anh ta một trận. Tập phim tới đây là hết. Unche Che gả vào làm dâu nhà giàu 7 năm, cô chưa từng một lời phàn nàn. Thế nhưng giờ đây cô lại bị đuổi khỏi nhà chồng, chồng cô ta vì muốn ép cô ta ly hôn nên đã tống anh trai của cô vào tù, Unche Che vì cứu anh trai mình nên cuối cùng đã ký vào thỏa thuận ly hôn. Tuy nhiên, họ vừa hoàn tất thủ tục ly hôn xong, thì EZ đã xuất hiện và tới đón Giobin, sau đó còn khiêu khích Unche với ánh mắt tự mãn. Lúc này một chiếc xe đi tới và đỗ trước mặt của Unche. Sau đó cô được đưa đến văn phòng của bố chồng cũ. Bố chồng cũ yêu cầu Unche ký hợp đồng. Nội dung của bản hợp đồng là khi cô sinh con, đứa bé sẽ do nhà bọn họ nuôi. Ông ta còn nói là để tránh tới lúc ấy, thì Unche sẽ vòi tiền nhà bọn họ. Tuy nhiên cuộc nói chuyện này khiến J và Giobin cảm thấy bất an. Bọn họ lo lắng việc bố mình gọi Unche tới đây là để tài sản cho đứa con trong bụng cô. Khi Unche cùng luật sư đi ra, Gio Bin liền hỏi luật sư về cuộc trò chuyện vừa rồi. Eji thì mặt dày đuổi theo Unche, sau đó hỏi Unche việc bố chồng cũ tìm cậu ta. Là có việc gì? Unche nhìn khuôn mặt đáng ghê tởm của Eji, cô cố tình khiêu khích Eji và nói rằng bố chồng cũ sẽ để lại toàn bộ tài sản cho đứa con trong bụng mình. Eji vô cùng sốt sắng khi nghe thấy điều đó, cô ta đang rất bất an vì cô ta sợ rằng Unche sẽ cướp đi mọi thứ của cô ta và con. Một vài ngày trước, Eji và đứa con 5 tuổi từ nước ngoài trở về. Cậu bé này chính là con của Giobin. Thì ra 5 năm trước Eji đi du học ở nước ngoài thì cô ta đã có thai con của Giobin do đó mục tiêu sau khi cô ta trở về đó là phải cướp Gio Bin lại từ tay unche cũng như đưa con trai của mình vào trong nhà Gio Bin làm người thừa kế bố của Gio Bin từ trước tới nay đều không chấp nhận ez và con trai của cô ta khi ez và con cô ta ăn cơm tối ông ta còn mắng đứa nhỏ ngay trước mặt của mọi người ông ta mắng thằng bé rằng không phải máu mủ nhà ông bố của Gio Bin thậm chí còn thẳng thừng gọi điện cho luật sư ngay trước mặt Gio Bin, ông ta nói rằng sẽ để lại tất cả tài sản thừa kế cho đứa con trong bụng của unche tuy nhiên hành vi này của ông lại mang tới tai họa cho unche hôm sau thì Gio bin tới nhà Unche, anh ta đưa Unche tới bệnh viện và ép Unche phải phá cái thai trong bụng. khi y tá gọi Unche, thì cô kịch liệt phản đối, cô thà chết chứ không phá bỏ đứa con trong bụng mình. thấy Unche không đồng ý, Gio bin lại kéo Unche ra khỏi bệnh viện. cô y tá thấy có gì đó không ổn, liền vội vàng đi theo. cô y tá lái con xe điện tới bên bờ biển. lúc này thì Gio bin đang kéo Unche xuống biển. ấy vậy y tá vội vàng lấy ra điện thoại và chụp ảnh. nhưng cô ta đã không gọi cảnh sát, cô rời khỏi hiện trường sau khi chụp một vài bức ảnh. và lý do Gio đưa Unche đi biển là vì anh ta biết Unche không biết bơi, anh ta muốn đe dọa Unche bằng cách này để cô đồng ý phá thai. Nhưng Unche nhất định không làm thế, thấy nói nhiều như vậy mà cô vẫn phản kháng. Gyo Bin mất bình tĩnh và lập tức đẩy Unche vào khu vực nước sâu. Với sự tác động liên tục của sóng vỗ, Unche cũng biến mất trong biển, nhưng may mắn thay vào ban đêm, Unche bị sóng biển đánh giặt vào bờ và được cứu sống. Nhưng khi Unche tỉnh dậy, cô phát hiện ra bác sĩ vì cứu cô mà đã phải hy sinh đứa con trong bụng cô. Như vậy thì cô mới sống được, trong khi đó gia đình của Unche biết được tin từ phía cảnh sát rằng họ phát hiện giày và giấy tờ của Unche ở bờ biển. Bọn họ cho rằng Unche đã ra đi mãi mãi. Mẹ của Unche thì nghĩ rằng con gái mình đã bị kích động vì việc ly hôn, cho nên bà đã tới nhà của Giobin và làm ầm lên. Thế nhưng bà ta đã bị mẹ của Giobin đuổi ra ngoài. Lúc này Unche đang cố gắng ẩn náu và đã nhìn thấy cảnh ấy. Điều khiến cô tức giận hơn đó là Giobin dường như không có chút hối hận gì sau khi đã hãm hại mình. Anh ta còn đưa con của mình và Ezi đi chơi ở mọi nơi. Nhìn thấy bọn chúng như thế, Unche quyết tâm phải báo thù. Cô thề rằng sẽ sống thật tốt và khiến bọn chúng trả giá gấp đôi những gì cô phải chịu unche đi giao đồ ăn và vô tình làm đổ bà chủ tiệm quần áo bảo cô đền tiền nhưng cô không có tiền bà ta liền muốn lấy cái áo trên người của unche coi như thế chấp kết quả là unche đi giao đồ ăn trong thời tiết lạnh lẽo cô còn bị một kẻ say rượu trên đường bắt nạt kết quả là cô bị ngã và bát đĩa vỡ tan tành khi quay lại nhà hàng thì cô lại bị bà chủ mắng tiền lương một ngày của cô ấy không đủ cho những đồ dùng mà cô ấy đã làm vỡ unche chỉ có thể để bà chủ trừ tiền lương của cô ấy trong khi unche đang chịu cực khổ thì tên chồng cũ khốn nạn lại đang hưởng thụ Gio Bin đang ngồi ăn cơm với mẹ của anh ta, lúc này bố của anh ta phát hiện ra, ông nổi giận và đập bát đập đĩa. Ông nói rằng ông đã biết chuyện anh ta hãm hại Unche. Một vài ngày trước, chủ tịch gọi riêng cho Unche, ông ấy muốn mua cho cô em gái của mình một mảnh đất sau khi ông qua đời. Bởi vì trong gia đình của ông, ông chỉ tin rằng Unche là người có thể thay ông chăm sóc cho em gái. Vì thế ông muốn Unche giúp ông giữ bí mật này. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện giữa hai người đã bị EJ nghe lén. Eji lập tức bảo Gio Bin mau làm gì đó và chuẩn bị việc hãm hại Unche. Sau đó khi Unche đưa hợp đồng cho luật sư ký tên, thì ông chủ tịch phát hiện ra rằng bản hợp đồng đã bị thay đổi thành tên của Unche, do vậy mà ông hiểu nhầm Unche muốn chiếm đoạt mảnh đất và đuổi Unche đi. Chủ tịch biết rằng chính sự hồ đồ của mình cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cái chết của Unche. Vì vậy ông ta đã tìm vợ mình và bảo bà ta rút 100 triệu won ra và đưa nó cho bố mẹ Unche, coi như là tiền tang lễ và tiền bù đắp. Thế nhưng khi Eji cùng bà ta tới nhà của Unche, Eji thấy số tiền không lồ trong sổ tiết kiệm, cô ta lập tức bảo mẹ chồng giữ lấy làm tiền riêng và đừng đưa bố mẹ Unche, cô ấy sẽ giúp bà giữ bí mật với bố chồng. Bà mẹ chồng nghe xong liền cảm thấy cũng đúng, miễn là họ không nói với chủ tịch thì ông sẽ không biết về nó. Thế là bà mẹ chồng giấu tiền riêng, trong khi đó di làm điều đó là cũng vì một nguyên nhân khác. Đó là muốn đuổi bố mẹ của Unche đi, sau đám tang của Unche, Giobin lập tức rút lại tiền đặt cọc, 50 triệu won trước kia từng giúp nhà Unche, do đó mà chủ nhà đến để buộc họ phải chuyển đi. Mẹ của Unche vừa mất con, bà không nỡ rời khỏi căn nhà mà con gái bà từng ở đây, vì để tiếp tục sống ở đây, bà ta tới cầu xin bà chủ tịch, mà vị nữ chủ này chính là người tình cũ của bố của Gio bin Bà và bố của Giobin có một mối hận thù sâu sắc. Vì vậy, sau khi biết về chuyện của Unche và gia đình của họ, bà đã đưa cho bọn họ 50 triệu won, cũng như giúp cho anh trai của Unche có một công việc. Bà cũng đang muốn đầu tư về ngành xây dựng và muốn đè bẹp và đánh bại tập đoàn của gia đình Giobin. Lúc này thì Unche đang dành cả ngày để làm tạp vụ trong một bệnh viện. Cô ấy giặt rũ và lau sàn nhà. Hôm nay cô từ bệnh viện đi về, thì cô nhìn thấy Giobin ở trên đường. Cô lập tức quay đầu đi vì sợ bị phát hiện. Giobin dường như nhận ra bóng hình của cô ấy, nhưng ngay khi anh ta định tới đó để kiểm tra, thì Unche vội vàng bỏ chạy. Gio Bin điên cuồng đuổi theo. Lúc này Unche chạy tới đường cùng và không còn đường. Cô chỉ đành nhảy từ tầng hai xuống. Nhưng khi nhảy xuống đã làm đổ cái lò than bên dưới. Than bắn vào quần và đùi cô ấy khiến cô bị bỏng. Dù đau đớn nhưng Unche không dám phát ra tiếng. Nếu Gio Bin phát hiện ra rằng cô ấy vẫn còn sống, anh ta chắc chắn sẽ không để cô được yên. Sau khi đợi Gio Bin rời đi, cô đi khập khiễng ra khỏi đó. Sau đó Unche đến nhà hàng nơi cô làm bán thời gian. Lúc này vết bỏng trên chân cô rất tệ. Phần quần bị cháy dính trực tiếp vào thịt. che cắn khăn trải bàn trong miệng. Cô lấy cái muôi và chuẩn bị rửa vết thương bằng nước đá. Un đang cố gắng chịu sự đau khổ này, khi nghe bà chủ gọi, cô lập tức đứng dậy và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bởi vì cô ấy không muốn mất công việc duy nhất của mình. Nhưng vết thương quá rõ ràng, bà chủ đã nhìn thấy nó trong nháy mắt, cô đã bị thế này rồi mà vẫn còn cố gắng làm à? Bà chủ vội vàng bảo Un Che đến bệnh viện để điều trị. Sau đó, bà chủ đã trả lương cho Un trong khoảng thời gian này và bảo cô không cần làm ở đây nữa. Un đã bị mất việc. Khi Un Che trở lại bệnh viện và không đi bác sĩ điều trị, cô chỉ đành tự mình xử lý vết thương. Cô hét lên vô cùng đau đớn, tập phim tới đây là hết. Tôi thấy người phụ nữ bôi kem tẩy trang lên chân, trong nháy mắt đùi cô ấy xuất hiện vết sẹo lớn, và vết sẹo này là do chồng cũ của cô để lại. Cô ấy muốn dùng vết sẹo này để ghi nhớ những tội lỗi mà chồng cũ đã gây ra cho cô ấy. Đây cũng là lúc Ưn Tre đến tham gia buổi phỏng vấn trang điểm. Hãy nộp bảng trả lời cho người phỏng vấn nhé. Sau cuộc phỏng vấn trợ lý đến xin số điện thoại của Ưn Tre. nhưng cô ấy thậm chí còn không có điện thoại di động. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến công ty để kiểm tra danh sách khi kết quả được công bố. Ưn Che đã phải chịu đựng rất nhiều để có thể tham gia cuộc thi hóa trang vì không có tiền ở khách sạn nên cô ấy chỉ biết nhặt chiếc áo khoác bỏ đi của người khác trong thùng rác sau đó quấn quanh người và ngủ trên một chiếc ghế cạnh công viên khi thức dậy vào sáng hôm sau Ưn tre đã rửa mặt và đánh răng trong nhà vệ sinh công cộng khi cần trang điểm cô đã đến cửa hàng bán mỹ phẩm và sử dụng bộ dùng thử của cửa hàng khi đói cô ấy chỉ có chiếc bánh mì để ăn lót giả may mắn thay cuối cùng cô ấy cũng được tham gia cuộc thi hóa trang sau cuộc phỏng vấn tôi đi thang máy xuống và nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ bên cạnh tôi biết được rằng hôm nay là ngày cưới của chồng cũ và bạn thân tôi vì vậy ưn che quyết định đến nơi tổ chức đám cưới để trả thù họ khi ưn che đến lễ đường và nhìn sự ngọt ngào của hai người họ cô nghiến răng tức giận nhớ lại những lời hứa anh ta đã hứa khi cưới tôi không có một lời hứa nào được hoàn thành không chỉ vậy nó còn biến tôi thành như bây giờ ưn che đã quyết định hôm nay sẽ không để cho họ được như ý cô chùm khăn kín mặt đi theo họ vào tận trong lễ đường khi nhìn thấy ảnh cưới của hubin và ezzy ưn che quyết định phá chiếc ảnh cưới của bọn họ giống như cách mà ezzy đã từng làm với cô trong lúc đó anh trai của ưn che là giang đờ cũng đến đây khi biết tin ban đầu anh ấy chỉ muốn đến gặp ezzy nhưng cha của Hubin nghĩ rằng anh ta ở đây để gây rắc rối. Vì vậy, khi Giang Đờ vừa bước ra khỏi khách sạn, đột nhiên một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt anh. Sau đó Giang Đờ bị những người đàn ông to lớn ép lên xe và đưa đi. Không ai ở quanh đó phát hiện để có thể cứu anh ta. Khi chủ tịch và những người khác đến lối vào của khán phòng. Họ đã phát hiện ra rằng khuôn mặt của EJ đã bị thiếu trong bức ảnh cưới. Ngay lúc này có một vài người nghi ngờ, liệu có phải Giang Đờ đã làm điều đó. EJ vội vàng chạy đến, nói rằng bó hoa cô dâu của cô ấy đã mất tích. Ở Hàn Quốc cô dâu không có bó hoa thì không được người khác chúc phúc. EJ không biết rằng bó hoa của cô giờ đã nằm trong tay ươn che, cô đập mạnh bó hoa vào hộp giấy trong nhà vệ sinh bó hoa tà tơi nhưng cô vẫn không quên dẫm chân lên vài phát còn về phía ez nhân viên khách sạn đã nghĩ ra một cách để cứu vãn tình hình họ lấy một số bông hoa từ các lãng hoa khác và làm một bó hoa nhỏ cho đám cưới của ez nhưng ez ném bó hoa xuống dưới rất cô muốn làm tôi mất mặt trước mặt mọi người với một bó hoa nhỏ như vậy đúng không ez la hét với nhân viên đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh tổng thống sắp chết vì tức giận khi nhìn thấy phản ứng của con dâu EZ lúc này cũng sắp nổi cơn tam bành người chồng mất bao công sức mới có được đám cưới được chờ đợi bấy lâu giờ lại thành ra thế này e nóng lòng muốn xé giang đờ thành từng mảnh sau khi bị bố chồng mắng mỏ cô ấy đã bình tĩnh lại mặt khác giang đờ bị những người đàn ông to lớn đưa lên núi nhưng sau khi xuống xe những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của giang đờ giang đờ hạ gục họ trong chốc lát sau đó anh ấy chạy thẳng một mạch quay lại đám cưới của e một lần nữa anh ấy đứng trên bàn tiếp tân quở trách chủ tịch trước mặt toàn thể quan khách chủ tịch dung ha ju ông muốn làm cho lễ cưới hôm nay thật tuyệt vời ư bằng cách tất cả những ai đi trên đường đều sẽ bị các người bắt giữ và quản thúc tại gia những người ít tiền thì ông không thèm để tâm sao tôi tự hỏi liệu ông có ném em gái tôi xuống biển theo cách bạo lực tương tự không câu nói của giang đờ khiến chủ tịch càng thêm xấu hổ trước mặt quan khách vì vậy sau đám cưới EZ và Hubin đang chuẩn bị tạm biệt bố mẹ để ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật thì đã đã bị chủ tịch ngăn lại EZ vừa tức giận vừa thấy hụt hẫng vì không được như ý muốn sau khi trả thù chồng cũ và bạn thân may mắn cuối cùng cũng đã đến với Ưn tre với thành tích xuất sắc trong cuộc thi hóa trang vừa rồi cô đã giành được giải quán quân và sự công nhận của mọi người bà chủ định cho ơn che đi du học pháp nhưng cô ấy nói rằng cô ấy có thể phát triển nếu ở cạnh bà. Cô ấy yêu cầu bà chủ cho cô ấy một nơi để ở. Lúc này bà chợt có ý định đưa Ưn Che về nhà mình sống, vì cô ấy đã dùng tên Min Suhi để tham gia cuộc thi. Nó giống hệt với tên của con gái bà chủ mất cách đây không lâu. Tuy nhiên khi Ưn Che đến nhà bà chủ cô đã gặp lại vị cứu tinh của đời mình Min Gan Hu. Gan Hu đã được bà chủ nhận nuôi nhiều năm, Ưn Che dùng cái tên này để tham gia cuộc thi, cũng bởi vì cô đã nghe Gan Hu đề cập đến cái chết của em gái anh ấy. Hai người đã rất sốc khi gặp nhau ở trong cùng một căn nhà trong một viễn cảnh khác người mẹ chồng độc ác đã đuổi cô con dâu ngoan hiền đi và rước về phải cô con dâu mưu mô xảo quyệt vào ngày đầu tiên sau khi kết hôn để không phải làm bữa sáng cho gia đình và đùn đầy mọi việc cho mẹ chồng cô ta đã giả vờ ốm nghén trong khi thái kim chi cô ta nói cảm thấy khó chịu khi người mùi thức ăn nên đã rời khỏi bếp và để mẹ chồng nấu ăn một mình cô ta trở lại phòng ngủ và leo lên giường với chồng đến giờ nấu cơm tối cô lại lấy cớ đi đến bệnh viện để khám thai nhưng lại cùng chồng đến nhà hàng cao cấp ăn bò bít tết sau khi trở về nhà mẹ chồng nhờ cô vắt giúp ly nước trái cây cô ta liền tức giận đập chiếc máy ép trái cây xuống đất điều thú vị hơn là khi cô ta về nhà vào ngày hôm đó và nhìn thấy hia đem quần áo cho mẹ giặt hổ cô ta đi tới và nói thẳng mặt hia rằng em trẻ con quá tuổi này còn đòi mẹ giặt hổ hãy trưởng thành lên đi vừa nói cô ấy vừa ném quần áo của em chồng mình xuống đất hia không nhịn được nữa nên đã bật lại nhưng ez đã mắng cô ấy ngay trước mặt gì của họ và nói rằng cô ấy là đồ ngốc mọi người đều ngỡ ngàng trước lời nói của ez mẹ chồng bất ngờ lao ra mắng ez vô lễ với người lớn chuyện gì thế này ồ giờ bản chất của cô đã lộ ra rồi em chồng bước tới và chỉ thẳng mặt ez Bảo cô ra khỏi nhà ngay lập tức và nói rằng cô ta không được chào đón trong gia đình này. Vừa nói dứt câu, Hi A đã đẩy chị dâu ngã xuống đất. Tuy nhiên, cú đẩy này đã cho Ezi một cơ hội mới. Sau khi ngã xuống đất, cô ta lập tức giả vờ bị đau bụng. Khi Hu Bin nhìn thấy vợ bị ngã, anh ấy đã ngay lập tức cõng vợ chạy ra ngoài và giả vờ đến bệnh viện khám thai. Khi họ đi ra ngoài vài giờ và quay lại, họ nói dối rằng em bé đã không còn, vì lúc đầu cô ta và Hu Bin đã hợp sức nói dối gia đình rằng Ezi có thai để được gia đình chấp thuận chuyện kết hôn, nên nhờ có cú đẩy của cô em chồng, họ đã thành công giấu đi lời nói dối vô lương tâm. Khi bố của Hubin vào phòng, ông ấy trách vợ chăm sóc con dâu không chu đáo, để xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Đây là Nino đứa con ngoài giá thú của EJ. Thằng bé đứng trong phòng ngủ của họ và nói một cách đáng thương. Mẹ có con giả nên mẹ mới được lấy chồng, ông không cho mẹ cưới nên mẹ mới có con giả. Hai người ngỡ ngàng bật ngửa trước lời nói của cậu bé. Con đã nghe thấy điều đó khi bố và mẹ đang nói chuyện. Ông ơi nếu mẹ không thể sinh con thật thì ông cũng không đuổi hai mẹ con con ra đường đúng không ông? Sau khi biết con dâu mang thai giả, bố mẹ chồng đã vô cùng tức giận vì mình đã bị các con lừa dối. Mẹ chồng sôi máu như muốn nổ tung bà ngay lập tức đến phòng EJ để vạch trần. EJ vẫn tiếp tục nói dối, nên đã bị mẹ chồng tát thẳng vào mặt. Sau đó, họ nói rằng họ muốn đuổi EJ ra khỏi nhà. Nhưng khi EJ chuẩn bị rời đi, thì thằng bé đã khóc và van xin ông đừng đuổi mẹ nó đi. Cậu bé đã khiến cho chủ tịch mềm lòng, nhưng kể từ đó EJ trở thành người vô hình trong chính ngôi nhà của mình. Cô ấy muốn giúp mẹ chồng làm bữa sáng, nhưng mẹ chồng đã từ chối sự giúp đỡ của cô. Khi cô định giúp em chồng giặt đồ, liền bị em chồng giật lại. Khi nhìn thấy cô ấy bố chồng chỉ liếc qua một cái. Sau đó EJ quay trở lại phòng ngủ cô ta cảm thấy rằng tất cả những gì cô ấy phải chịu đựng đều là do gia đình của ưn tre nên cô ta đã đến nhà ưn tre để làm loạn nhà của ưn tre đã bị e di rắc gạo tư tung sau khi làm loạn nhà người ta cô ta còn đe dọa họ không được giữ liên lạc nữa nếu không cô không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra ai dám làm bạn với cô gái điên này cơ chứ mặt khác bà chủ đã phát hiện ra ưn tre dùng tên con gái mình là có chủ đích nên cô đã bị đuổi ra khỏi nhà để có cơ hội được tha thứ cô đã chờ và ngủ qua đêm ngay trước cổng nhà bà chủ may mắn cho cô bà chủ đã mềm lòng khi bà ra kiểm tra thì cô đã mất đi vì lạnh vì vậy bà đã đưa cô vào nhà sau khi tỉnh dậy ưn đã kể lại mọi chuyện cho bà chủ nghe lý do cô giấu tên là để tìm cách trả thù gia đình bin. cô định sau khi kế hoạch thành công sẽ nói ra sự thật nhưng đã bị bà chủ phát hiện vì ưn che cũng có kẻ thù chung với mình nên bà chủ đã giúp đỡ ưn che rất nhiều bà ấy cảm thấy rằng đây là một sự sắp xếp đặc biệt mà cô con gái đã mất dành cho bà hãy cùng đón chờ phần sau để khám phá nhiều điều thú vị nhé xin chào và hẹn gặp lại người phụ nữ này bị bạn thân cướp mất chồng để trả thù cô đã chịu đau đớn nhổ móng tay và thay răng cửa ngoài ra còn tạo một nốt ruồi trên khoe mắt cô còn giữ dáng bằng việc học nhảy mỗi ngày học vẽ và học nhiều ngôn ngữ khác nhau, tất cả chỉ để thay đổi diện mạo và khí chất, chỉ khi đó thì cô mới có thể tự tin đứng trước mặt chồng cũ và bạn thân mà họ không thể nhận ra cô. Bằng những nỗ lực không ngừng, Ưn Dê cuối cùng cũng biến từ vịt con xấu xí thành thiên nga. Và bây giờ cô ấy chuẩn bị bắt đầu hành trình trả thù. Cô mặc trên mình bộ váy tuyệt đẹp, nhảy một điệu van quyến rũ, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong hội trường. Người chồng cũ háo sắc của cô cũng không ngoại lệ, ngay lập tức anh đã bị thu hút, nhưng khi chồng cũ nhìn thấy khuôn mặt của cô, liền ngạc nhiên tới đánh rơi chiếc cốc. yêu Bin không thể tin Ưn Dê vẫn còn sống anh muốn xác minh xem cô có phải là ưn dê không khi ưn dê nhảy xong anh thận trọng đến bên cô anh hỏi ưn dê xem cô có biết anh không anh còn đem tên các thành viên trong gia đình cũng như địa chỉ nhà nói một lượt nhưng ưn dê đã quyết định sống dưới cái tên min sohi trước mặt kêu bin cô cư xử như một người xa lạ nhưng kêu bin vẫn không tin cho đến khi hai người rằng co khiến cho rượu đổ ra đùi ưn dê làm lộ vết sẹo do bỏng thì kêu bin mới tin là mình đã nhầm người kêu bin đành phải xin lỗi cô sau đó hai thiếu gia nhà giàu hay bắt nạt kêu bin thời còn đi học đã nhìn thấy anh hai thiếu gia tiến đến bắt đầu trêu chọc về bộ quần áo anh đang mặc họ nói trông anh rất mắc cười sau đó giả vờ chỉnh cà vạt giúp kêu bin liền đổ bánh lên người anh nhằm tiếp cận được kêu bin ưn dê liền lấy chiếc bánh sau lưng ném lại vào người hai thiếu gia giải thoát kêu bin trước mặt mọi người sau đó cô kéo kêu bin ra khỏi hội trường ưn dê đưa kêu bin lên xe lấy quần áo của anh trai gan u cho kêu bin thay kêu bin thấy hành động và khí chất của người phụ nữ này hoàn toàn khác với ưn dê mà anh biết kêu bin không còn nghi ngờ thân phận của cô nữa kêu bin trở về nhà nhưng hình bóng ưn dê cứ hiện lên trong tâm trí anh Eji muốn thân mật với anh một chút, kêu Bin lấy lý do mình mệt để từ chối Eji. Thậm trí kêu Bin giờ đây chỉ toàn là hình bóng của Ưn Dê. Còn Ưn Dê với tài năng xuất chúng trong ngành thẩm mỹ, nên công việc kinh doanh của cô ngày càng tốt. Về phía Eji, vì khách hàng ngày càng ít, nên ông chủ của cô định sẽ bán viện thẩm mỹ cho mẹ nuôi của Ưn Dê. Eji biết được tin này không vui, vì cô không muốn làm việc dưới trướng của chủ tịch Huyên Du. Eji định sẽ mua lại viện thẩm mỹ bằng tiền của mình. Cô gọi điện cho mẹ chồng, cô muốn dùng số tiền mà bố chồng tổ chức tang lễ cho Ưn Dê để mua lại viện thẩm mỹ. Mẹ chồng nghe nói bản thân có thể làm chủ tịch, liền đồng ý không chút do dự ưn dê không muốn e mua lại viện thẩm mỹ dễ như vậy cô nói với mẹ nuôi rằng hãy tăng giá thẩm mỹ viện lên dù giá có tăng nhưng e vẫn chắc chắn sẽ mua bằng cách này cô có thể dạy cho e một bài học tuy nhiên khi e đã trả được một nửa số tiền thì bố chồng cô biết được từ anh trai ưn dê rằng gia đình ưn dê không hề sử dụng số tiền đó khi về đến nhà ông yêu cầu e trả lại số tiền đó cho gia đình ưn dê trong vòng ba ngày ba ngày sau đích thân ông sẽ gọi điện xác nhận còn nói nếu e không làm được thì sẽ đuổi cô ra khỏi nhà ông sẽ không bao giờ nhận cô là con dâu nữa kế hoạch trả thù của ưng dê bước đầu rất thành công thế nhưng anh trai của cô lại mềm lòng ez gọi điện bảo anh đến văn phòng của cô cô nói cô đã tiêu mất số tiền đó rồi cô không thể lấy lại nó trong ba ngày được cô cầu xin nếu anh có nhận được cuộc điện thoại của bố thì hãy nói rằng cô đã trả số tiền đó rồi nếu anh không giúp cô cô sẽ buộc phải ly hôn với kêu bin càng dê nói rằng chuyện cô ly hôn không liên quan gì đến anh gia đình chúng tôi từ đâu đã không còn quan hệ gì với cô rồi đó không phải là những lời chính miệng cô nói ra từ trước sao thấy vậy ez đành phải dùng khổ nhục kế ez nói trước đây cô không hề yêu kêu bin bởi vì kêu bin nói rằng anh ấy sẽ đưa cô đi du học và bị anh cưỡng bức nên hai người mới có con cô vì đứa trẻ mà mới phải ở bên kêu bin kang dê nghe xong liền mềm lòng và nói sẽ giúp cô lần cuối cùng tuy nhiên ngay khi kang dê rời đi ez đứng dậy và mỉm cười cô nói kang dê thật ngu ngốc mềm yếu như vậy làm sao có thể tồn tại trong xã hội cơ chứ người chồng vô tâm giết vợ cũ rồi lại hẹn hò với một người giống hệt vợ cũ của mình khi anh đang say mê điệu nhảy của ơn dê thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại đe dọa người ở đầu dây bên kia nói đã chứng kiến toàn bộ quá trình kêu bin giết ơn dê nghe đến đây kêu bin sợ hãi đến phát khiếp sau khi tạm biệt ươn dê kêu bin đến gặp ez anh kể cho ez về cú điện thoại đe dọa và yêu cầu ez chuẩn bị số tiền 100 triệu won để giải quyết sau đó cả hai gặp nhân chứng như đã hẹn không ngờ rằng người nhân chứng này chính là y tá mà kêu bin gặp khi đưa ươn dê đi phá thai sau đó người y tá này kể lại toàn bộ quá trình giết người của kêu bin đồng thời nói rằng chỉ cần nhận được tiền cô ấy sẽ không hé răng một lời nhưng ez nói rằng những lời trên là vô nghĩa vì cô không có bằng chứng nhưng để không ảnh hưởng đến bản thân và gia đình cô nói sẽ chi 10 triệu won để người y tá im lặng cô y tá nhìn số tiền bật cười nói cô coi tôi là ăn xin sao 10 triệu này mà đòi bịt miệng tôi ban đầu người y tá chỉ yêu cầu 100 triệu nhưng bây giờ cô đổi ý yêu cầu 200 triệu nếu không cô sẽ giao bằng chứng cho cảnh sát sau đó người y tá bình thản rời đi ngay sau đó cha của kêu bin cũng nhận được một cuộc gọi đó cũng là cuộc gọi đe dọa từ y tá người y tá kể về quá trình kêu bin giết ơn dê sau đó người y tá gửi cho ông bức ảnh cô chụp được khi kêu bin đang thực hiện hành vi chủ tịch ngay lập tức đến gặp kêu bin để đối chất nhưng kêu bin không chịu thừa nhận thay vào đó anh nói rằng kêu bin muốn tự tử anh cố ngăn lại nhưng không giữ được ơn dê suýt nữa anh cũng bị chết đuối chủ tịch dù hiểu rõ tính cách con trai mình nhưng cũng không thể hiểu được đứa con trai mà ông đã nuôi nấng sao nó có thể làm những chuyện như vậy nhưng dù sao ông cũng phải cứu kêu bin về đến nhà chủ tịch yêu cầu kêu bin và ez phải lấy tiền để giải quyết vấn đề này vì vậy ngày hôm sau ez và kêu bin đến gặp người y tá sau khi ez lấy tấm sách 200 triệu won đưa cho y tá thì liền xóa đi tấm ảnh nhưng khi người y tá đến ngân hàng để rút xét thì được thông báo rằng xét đã bị hủy kích hoạt khi người y tá vừa bước ra khỏi ngân hàng một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô Cô bị bắt lên xe, bọn người bắt cóc đưa cô đến bệnh viện tâm thần và nhốt cô lại. Nhưng tưởng EJ đã thành công giải quyết vụ việc mà không tốn một xu, thì tối hôm đó khi cô chuẩn bị lái xe về nhà, người y tá đột nhiên xuất hiện ở phía ghế sau, người y tá nói chỉ cần nghĩ đến chuyện mà EJ làm với cô, thì cô thật sự muốn kết thúc luôn EJ đấy. Sau đó, người y tá đưa cô đến văn phòng chủ tịch. Cô nói với chủ tịch về chuyện EJ bắt cóc cô, còn nói ngoài tấm ảnh đó ra, cô còn giữ trong tay video kêu bin giết ưng dê. cô nói giá hiện tại để giải quyết chuyện này, không phải 200 triệu nữa mà là 300 triệu đây là hình phạt cho Ezi khi giờ trò hết lần đến lần khác. Vì đứa con trai yêu quý của mình, chủ tịch nói ông sẽ giải quyết chuyện này. Ngày hôm sau, một vali tiền đã được đưa đến, còn phía kêu Bin đã lấy được video quá trình kêu Bin giết Ưn Dê, nhưng khi người y tá bước ra, Ưn Dê bất ngờ xuất hiện ngăn y tá lại, cô tháo kính dâm xuống để người y tá nhận ra mình. Ưn Dê nói với người y tá đây là hành vi tống tiền. Người y tá vì không muốn bị bắt nên đồng ý nghe theo lời Ưn Dê, cuối cùng người y tá không lấy được một xu, toàn bộ số tiền được quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Đây cũng là cách Ưn Dê trả thù cho gia đình kêu Bin đó là lý do tại sao sau khi người y tá lấy được tiền thì cô mới xuất hiện ngăn chặn tuy nhiên để trả thù kêu bin ưng dê cố ý tiếp cận kêu bin Y cô và kêu bin hẹn nhau đi bơi vào ngày hôm đó cô cố tình cào vào lưng kêu bin sau khi bơi cô còn mua nước hoa mới cho kêu bin thậm chí còn phun một ít vào kêu bin khi kêu bin về nhà ez phát hiện ra sự bất thường trên người kêu bin cô nhìn thấy vết xước trên người kêu bin ez ngay lập tức phát điên cô đoán đã đoán ra kêu bin đang ngoại tình kế hoạch của ưng dê xem như đã thành công người đàn ông mua quà về cho con trai vợ mở nó ra thì lại là một bộ búp bê và một cái váy cô vợ tức giận với chồng không lẽ anh ta không biết con mình là trai hay gái hả kiobin giải thích rằng là do nhân viên bán hàng chắc nhầm lẫn nhưng ezi lại chắc cao dần rằng là anh ta mua quà cho người khác sau đó cô ta thấy một tấm thiệp bên trong còn ghi nội dung hãy đưa trẻ con ra ăn cơm và còn có tên của ơn chê thì ra món quà này là vợ cũ của kiobin chuẩn bị cho anh ta và ezi và cố ý gây ra mâu thuẫn cho hai người bởi vì Unche quyết định sẽ dùng cách của Eji để trả thù, cô ta sẽ dùng thân phận mới để cướp đi Kyobin và khiến cho kyobin từ bỏ ez như cách anh ta bỏ rơi cô cô sẽ trả thù vì để phá hoại mối quan hệ giữa EJ và un unche quyết định mang đồ ăn tới văn phòng của kyobin trước lúc đó cô ta gọi cho EJ nói dối để ez cũng tới văn phòng kyobin khi unche tới đưa đồ ăn cô cố tình tỏ ra thương hại kyobin và nói vợ anh không biết chuẩn bị đồ ăn cho anh ta đối diệt với unche nhiệt tình như này kyobin không nhịn được và ôm lấy cô khi anh ta chuẩn bị hôn cô thì cô đẩy anh ta ra và nói cô chưa sẵn sàng sau đó cô ta rời đi Unche đi ra khỏi văn phòng anh ta. Lúc này thì Eji cũng đi tới. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, cô ta lập tức nổi điên. Cô ta thậm chí còn thấy đồ của phụ nữ trên bàn. Cô ta tức giận xé sách nó. Lúc này Unche nghe tiếng cãi nhau từ bên ngoài. Cô vô cùng đắc ý. Trước khi đi cô còn gửi tin nhắn cho Kyobin. Eji đọc được và nổi cơn tam bành. Cuối cùng cô ta cũng biết cảm giác bị cắm sừng là như nào. Unche đang rất vui mừng khi Eji phải chịu đựng cảm giác cô ta gây ra cho mình. Nhưng như này là chưa đủ. Unche đi tới thẩm mỹ viện. Cô vô tình thấy mẹ của mình cũng tới đây. Un Che không dám quay lại nhìn, nếu bị phát hiện thì xong rồi, bởi vì mẹ của Un Che trước kia nhận được sự chăm sóc của chủ tịch. Lần này bà ấy tới để đôi phiếu, khi mẹ của Un Che chuẩn bị rời đi, thì vô tình phát hiện cái đồng hồ bà mua tặng Un Che. Khi bà ấy đang hồi tưởng lại, thì Un Che lại đi tới, cả hai vô tình chạm mặt, hai bên đều bị sốc, khi bà ấy gọi tên của Un Che, thì cô ấy lại giả vờ không quen biết và trả lời bà ấy nhận nhầm người rồi, nhưng bà ấy làm sao có thể nhận nhầm con gái của chính mình được. Dù cô ấy giải thích như thế nào, thì bà ấy cũng không tin. Đối diện với điều này, un che bỏ chạy cũng may lúc này chủ tịch đi ra ngăn cản un che gặp lại mẹ nhưng cũng không dám nhận lại trong lòng cô cũng rất đau đớn nhưng cô thực sự có nỗi khổ nên mới làm vậy vì người nhà sẽ không đồng ý việc cô báo thù thậm chí còn làm ảnh hưởng tới kế hoạch của cô nên un che chỉ đành làm như này vì cô đang sống trong thân phận của người khác và phải ẩn giật vài ngày trước e bởi vì bị cướp khách hàng cho nên cô ta tới thẩm mỹ viện sau đó giật tóc và muốn tính sổ lúc un che quay đầu lại e như bị sốc cô ta cho rằng người trước mặt mình chính là un che nhưng khi cô ta xem vết trên vai cũng như xem bộ nhá thì đây hoàn toàn không giống Un Che trước kia Un Che tức giận bỏ tay cô ta ra E gì lúc này mới tin người trước mặt mình không phải là Un Che nhưng cô ta không hề biết đây chỉ là kế hoạch của Un Che Un Che hẹn Kyo Bin ra uống rượu cô ta cố ý chúc rượu say Kyo Bin. cô ta bảo phục vụ gọi cho E tới đón khi E tới đây hỏi nhân viên biết Kyo Bin vừa uống rượu với phụ nữ và đối phương còn để lại danh thiếp và tấm danh thiếp này hiện tên của Sohi, thấy tấm danh thiếp này thì cô ta tức chết tại sao anh ta lại uống rượu với đối thủ của mình cô ta hất nước vào mặt Kyobin, Sáng hôm sau, cô ta lại tìm Unche và làm loạn, và hỏi có phải định giật chồng của cô ta không? Nhìn bộ dạng phát điên của Eji, nhưng Unche vẫn tỏ ra không biết gì. Tuy nhiên trong lòng cô đang rất phấn khích, Unche tức giận nhìn Eji, và nói Eji đúng là tiện nhân. Kyobin ở bên cô ta thì đúng thật là đen đùi. Sau đó chế giễu thẩm mỹ viện của Eji thật cùi bắp. Không có tiền lại cố tình tới phá đám người khác, và yêu cầu Eji, hãy đền tiền cho thiệt hại cô ta đập phá. Cô ta về nhà thì thấy bố mẹ chồng giấu đồ dưới ghế sofa khi bố mẹ chồng đi ngủ thì cô ta ra sau đó cầm một hộp mở ra toàn là vàng cô ta giật cả mình vì sốc cô ta cảm thấy đây là may mắn trời cho vì không muốn thẩm mỹ viện của mình bị phá sản e tự biên tự diễn để chiếm đặt số vàng đầu tiên cô ta lấy cớ nhờ mẹ chồng giúp sau đó dụ bà ta ra ngoài khi bà ta rời đi cô ta về nhà và lấy vàng bỏ vào vali khi ra ngoài cô ta cố tình không đóng cửa để đổ lỗi nhà bị trộm cho bà mẹ chồng lúc này anh trai của un tre lại đi ngang qua e liền trốn vào trong anh ta thấy cửa mở và đi vào trong Ezi thấy thế liền vô cùng vui mừng, vì tội danh này có thể đổ lên đầu cho anh ta. Ezi vội vã gọi bà mẹ chồng quay về, và nói có quà tặng cho bà ta. Khi người đàn ông kia đi ra, vô tình bị bà mẹ chồng của Ezi nhìn thấy. Ezi vốn dĩ là định, cầm vàng đi đổi lấy tiền tươi. Nhưng nhân viên nói số vàng này có mã hiệu, muốn bán ra tiền thì phải có hóa đơn đã mua. Ezi sợ sẽ bị lộ, cô ta đành phải tìm cách khác, do đó cô ta tìm un tre. Cô ta trực tiếp nói muốn dùng vàng để đổi lấy dữ liệu trong tay ơn tre. Sau khi giao dịch kết thúc, Unche cố tình để lộ ra cái nhẫn trên tay cho EZ xem. Cái nhẫn này giống hệt với cái nhẫn trước kia. EZ hỏi cái nhẫn này từ đâu mà ra. Unche cố tình nói là bạn trai cô mua tặng cô. EZ vô cùng tức giận, nhưng cô ta không có chứng cứ. Lúc sau, Unche cố tình vào phòng vệ sinh cởi dây chuyển ra. Sau đó bỏ vào hộp trang sức. Sau đó lợi dụng lúc EZ chuyển vàng ra cốp, cô cố tình vứt sợi dây vào trong xe của EZ. EZ cuối cùng đã đổi vàng lấy được thông tin khách hàng. Nhằm cứu vãn cái thẩm mỹ viện của mình. Thế nhưng khi cô ta mở tài liệu ra, thì cô ta phát hiện mình đã bị lừa. Khi cô ta về nhà, cô ta lục lọi khắp phòng, nhưng không tìm thấy cái nhẫn. Cô ta nghi ngờ chồng mình tặng nó cho Sohi, nhưng Kyobin nói anh ta chẳng làm gì cả. Eji tức giận kéo theo Kyobin và chuẩn bị đi tìm Sohi đối chất. Khi bọn họ vào trong xe, Kyobin phát hiện trong xe có một hộp trang sức. Thì ra là như vậy, em cố ý giấu nó trong xe. Em tự biên tự diễn đúng chứ? Tại sao nó lại ở trên xe? Em đúng là điên rồi. Kyobin cho rằng Eji tự biên tự diễn và cố ý gây sự với mình. Anh ta tức giận ra khỏi xe rồi tự lái xe rời đi thực ra đây là kế hoạch của unche vài ngày trước cô dùng thân phận của sohi và tới nhà kyobin chơi khi bọn họ vào phòng lợi dụng lúc kyobin đi ra ngoài nhận đồ cô tìm thấy hộp trang sức trong tủ cô lấy cớ rồi rời khỏi nhà kyobin sau đó cố tình ở trước mặt của Eji và làm dạn nứt quan hệ của cô ta với chồng ngày hôm sau gia đình của kyobin phát hiện vàng bị cướp mất rồi bà mẹ cô nhớ lại ngày hôm qua thấy anh trai của unche bà ta cho rằng anh ta là kẻ trộm trùng hợp là hôm nay là ngày anh ta vừa được xét thưởng do đó anh ta mang tiền về cho mẹ khi gia đình bọn họ đi tới thì thấy một vali tiền bà ta càng thêm cho rằng anh trai un che là kẻ trộm bởi vì bà ta cho rằng anh ta không thể kiếm được nhiều tiền thế khi bà ta đang làm loạn thì kyo Bin tới và nói báo cảnh sát là xong gia đình của un che sợ bị bắt liền gọi điện cho chủ tịch cầu xin un che vô tình biết chuyện này un che đoán rằng e đã cướp vàng và đổ tội cho anh trai mình e thật khốn nạn điều này càng khiến un che căm thù e hơn cũng may là bố của kyo Bin cảm thấy có lỗi với un che tập phim tới đây là hết hãy nhìn Kiobin bin lén lén lút lút bỏ thuốc vào rượu un che nhớ lại anh ta 7 năm về trước cũng dùng cách này để có được cô giờ đây anh ta lại quyết định sử dụng cách đê tiện này lần này un sẽ không cho anh ta đắc ý nữa khi uống rượu cô bảo Kiobin bin đi lấy giấy hộ mình rồi cô tranh thủ đổi cốc rượu quả nhiên khi uống rượu xong anh ta lập tức bị nứng anh ta bế cô vào phòng ai ngờ chưa kịp ra tay thì đã mất đi vì tác dụng thuốc mê rồi ngủ say luôn lúc này un mới bắt đầu kế hoạch cô lấy điện thoại của anh ta ra rồi cô phanh áo Cô chụp vài tấm ảnh, sau đó gửi cho EG tin nhắn về số phòng, thậm chí còn gửi tấm ảnh giường chiếu, thân mật của anh ta. EG tức giận muốn chết, cô ta không chịu nổi sự sỉ nhục này, nhưng cô ta quên rằng, ban đầu cô ta cũng dùng cách này để hãm hại Unche, chồng của mình không biết giữ, mất thì đừng có tìm. Giờ đây bị Unche trả thù, đây là cái giá cô ta xứng đáng phải trả. Khi EG tới khách sạn thì thấy Unche đi ra, cô ta liền hỏi chồng mình đâu? Rốt cuộc là tại sao? Và hỏi Unche có phải vừa tìm chồng cô ta không? Nếu un che máu đàn ông quá thì cô ta có thể giới thiệu cho un che. Nói xong cô ta còn tát un che, nhưng un che đã đỡ đòn. Dám động tay với tôi cơ à, cẩn thận đó con khốn. Đúng rồi. Thẻ phòng đây, vào đó mà xem. Un che đeo kính rồi nhấn thang máy đóng cửa. Lúc này Kyo bin tỉnh lại, nhưng không thấy un che đâu, chỉ thấy đồ đạc của mình. Lúc này un che lấy thân phận của Sohi để lại lời nhắn cho anh ta. Nói rằng anh ta là người đàn ông đầu tiên của cô. E đi vào vả cho anh ta một cái bạt tai sau đó bóp cổ anh ta ngày hôm sau e tới trước mặt bố mẹ chồng và nói bố chồng không dạy con trai ông ta tốt để anh ta ra ngoài trịch dạo chủ tịch sớm đã không chịu nổi hai kẻ này ban đầu thì sống chết đòi kết hôn bây giờ thì ông ăn trả bà ăn nem rõ ràng e muốn lợi dụng bố chồng giúp đỡ nhưng không thành công lúc e đang bứt rứt thì un che lại tìm tới cô ta Unche che bảo cô ta hãy chủ động ly hôn đi như vậy thì có thể có được chút tiền chia tài sản nếu không thì cô sẽ đem tội e trộm vàng và công khai cho mọi người e tỏ ra không lo lắng Nói Unche có chứng cứ không, Unche lấy ra bằng chứng là cuộc ghi âm, nhưng mặc dù như thế, Eji vẫn nhất quyết không chịu ly hôn, bởi vì người đàn ông là do cô ta cướp về được. Cô ta nhất định sẽ không buông bỏ, thế nhưng Eji không ngờ rằng người trước mặt chính là Unche năm xưa cô ta làm hại. Chỉ có điều Unche đang giả vờ trong thân phận của Sohi. Sau đó Unche hẹn gặp Kyo Bin ra, Unche nói tối qua cô rất hạnh phúc, cô còn nói với Kyo Bin rằng, anh ta là người đàn ông đầu tiên của cô, nhưng Kyo Bin nói anh không nhớ gì nữa, và hỏi Unche tại sao Eji lại có tấm ảnh đó. Unche Che nói rằng mình muốn giữ làm kỷ niệm, sau đó nói mình tự tay gửi cho Eji và còn nói anh ta lúc đó đã hứa sẽ ly hôn với Eji và ở bên mình. Kế hoạch của Unche vẫn đang rất nuột, cô muốn báo thù cả nhà Kyobin. Ngày hôm sau, khi bố của Kyobin nói về việc số vàng bị mất, chủ tịch nhận được một tin nhắn, ông mở ra nghe thấy đoạn ghi âm của con dâu Eji. Chủ tịch lúc này mới nhận ra người ăn trộm có thể là Eji. Chủ tịch lúc này nảy số, nhớ ra trong nhà có camera, do đó ông ta bảo Kyobin tìm người đi trách camera. Eji nghe xong thì tái mặt sợ hãi, Cô ta lén đập vỡ camera. Ra. Cô ta trước đó lấy trộm vàng của bố mẹ chồng. Biết tin bố chồng muốn trách camera, ra. cô ta liền lén phá hoại máy quay, cầm cái búa gõ phát một, nhưng cảnh này đã bị bố chồng bắt gặp. Công công hỏi có phải cô ta muốn hủy bỏ chứng cứ hay không. di liền giải thích rằng ngày hôm đó, bạn trai cũ của cô ta xuất hiện. Cô ta sợ bị chồng nghĩ nhiều và hiểu nhầm cô cùng bạn trai cũ tái hợp, bởi vì bố chồng đã nhận được đoạn ghi âm giao dịch của di cho nên ông ta không tin lời của con hồ ly này. Ông nói rằng sẽ sửa lại camera, sau đó sẽ đi báo cảnh sát di sợ đái ra quần, khi cô ta quay về nhà thì thấy cô chồng bị ngốc muốn đi tới nhà Unche, cô còn nói muốn mang tiền và trang sức cho anh trai của Unche để anh trai mua vàng trả lại, như vậy có thể không bị coi là trộm nữa. di nghe thấy liền lập tức ủng hộ, nói sẽ đưa cô chồng tới nhà của Unche. di muốn lợi dụng cô chồng ngốc nghếch để hãm hại cho anh trai Unche để anh ta trở thành kẻ trộm, nhưng cô ta không ngờ rằng anh trai của Unche không chỉ không nhận tiền, thậm chí còn đưa cô chồng của di đi gặp chủ tịch. Khi chủ tịch hỏi em gái mình là ai bảo cô làm thế? cô ấy liền nói là do ez làm chủ tịch lúc này cảm thấy con dâu của mình thật đáng sợ mặt khác ez vì muốn lấy lại đoạn ghi âm của unche cô ta cố tình cử người hẹn unche ra khi unche đang làm khách hàng lén cầm máy của unche sau đó xóa bỏ đoạn ghi âm cho ez sau đó còn thả điện thoại của unche vào nước khi ez cho rằng như này thì cô ta đã an toàn thì cô ta không ngờ rằng unche sớm đã gửi đoạn ghi âm cho chủ tịch thậm chí unche còn đích thân tới gặp ông ta unche xuất hiện ông ta vô cùng ngỡ ngàng đây không phải là con dâu cũ của ông hay sao chủ tịch cũng không phải ngoại lệ nhưng un che tới đây không phải để hàn huyên mà cô muốn nói ra việc ezi ăn trộm vàng đi giao dịch bà còn lấy ra vàng đưa cho chủ tịch chủ tịch nhận ra mã hiệu trên thỏi vàng khi un che đi chủ tịch không còn hứng thú ông bảo thư ký đi điều tra thân phận của cô gái tên sohi ông cảm thấy sohi này chính là con dâu của un che của ông cũng may là anh trai của un che từng nói rằng thư ký tới trường học để điều tra khi anh ta thấy tấm ảnh tốt nghiệp của sohi anh ta liền gọi điện và bảo un che gửi ảnh của cô qua cho nên chủ tịch mới không phát hiện Đồng thời, dữ liệu bên trong camera không hề bị hủy, đoạn phim rõ ràng có cảnh EZ mang vali ra ngoài. Khi nhân viên kỹ thuật hỏi EZ có muốn copy paste không? EZ nói cứ đưa cho cô user B là được, sau đó cô ta phá hủy user B. Khi cô ta nghĩ thế là an toàn, thì Kyobin nhận được điện thoại, anh ta biết rằng đoạn phim vẫn chưa bị xóa. Nhưng khi Kyobin hỏi EZ, thì cô ta lại nói là đoạn phim đã bị xóa và không thể phục hồi. EZ đã lộ ra đuôi chuột, lời của cô ta hoàn toàn không khớp với lời nhân viên kỹ thuật. Kyobin nghi ngờ mọi việc là do EZ làm vì vài ngày trước ở thẩm mỹ viện của cô ta vì vấn đề tài chính mà sắp phá sản nhưng đột nhiên giờ nó lại được nâng cấp e di sống chết không chịu thừa nhận kyobin nói nếu cô ta không thừa nhận thì anh ta sẽ mặc kệ cô khi nào cô quỳ trước mặt tôi và nhận lỗi thì tôi mới tha thứ cho cô sau đó anh ta đi tìm unche tất cả đều là kế hoạch của unche lúc này unche đang chơi bài với bạn unche bảo kyobin chơi hộ cô kết quả là thua vài trăm triệu won số tiền đó vẫn chưa là gì bởi vì unche biết anh ta vẫn còn khoảng 18 tỷ won nữa cơ tập phim tới đây là hết chỉ một tối mà un che giã khiến cho chồng cũ thua vài trăm triệu won thùng phá sảnh cơ xuất hiện bốn con át cũng phải thua kyo bin cứ tưởng con thở là con gỡ kết quả là thua hết cả tiền tiết kiệm kyo bin quỳ gối cầu xin đối thủ tha và trả lại sổ tiết kiệm cho anh nói rằng nếu không còn tiền thì anh sẽ bị bố đuổi ra khỏi nhà mất nhưng anh ta không ngờ rằng tất cả là một cái bẫy tiền vô túi quan là của quan ngu thì chết thua thì trung tiền sau đó hai thanh niên cờ bạc bịp kia đưa sổ tiết kiệm của kyo bin cho cô khi có được sổ tiết kiệm của anh ta un che tìm mẹ nuôi và nói hãy lợi dụng số tiền này khiến cho kyo Bin phải trả một cái giá, không còn đường thoát anh ta tìm Un-che, nhưng Un-che nói số tiền lớn như này làm sao mà cô lấy ra chứ? do đó un đề nghị cùng Kyo-bin đi công trường xem tình hình. nhưng lúc này ở công trường thì lại bị những công nhân bị nợ tiền chửi cho thừa sống thiếu chết, thậm chí còn bị họ truy đuổi. un thấy thời cơ đã chín mùi, cô bảo kyo Bin hãy mượn tiền mẹ của cô, nhưng cần có tài sản thế chấp. thấy Un-che chịu giúp mình, anh ta tìm lại được hy vọng. dưới sự giúp đỡ của Un-che, anh ta ký được hợp đồng, nhưng sau khi Kyo bám đất để giải quyết việc của mình. Unche lại bắt đầu ra tay với Ezi. Unche hẹn Ezi ra. Cô ấy cố ý nói trước mặt của Ezi, nói về việc trộm vàng. Ezi lúc này không có sự phòng bị và nói rằng chẳng ai biết được nữa đâu. Nhưng vài giây sau, Kyo Bin đột nhiên đưa bố mẹ tới. Ezi lúc này đã không còn có thể giải thích nữa. Thấy bố mẹ chồng nhưng Ezi vẫn muốn nói dối, nói rằng vừa nãy chỉ là hiểu nhầm và còn nói là kế hoạch của Unche. Nhưng chứng cứ đã rõ ràng, giờ giải thích cũng vô ích. Về nhà chủ tịch bảo Kyo Bin mau ly hôn với Ezi và yêu cầu Ezi mau cút ra khỏi nhà ông nhưng EJ làm sao có thể dễ dàng làm như vậy? Cô ta khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Cô ta uy hiếp cả nhà Kyobin, rằng nếu như bọn họ dám ép cô ly hôn, thì cô sẽ đem chuyện Kyobin sát hại Unche nói ra. Và hủy hoại cả nhà Kyobin. Sau đó cô ta tức giận quay về phòng. Ngày hôm sau, EJ tới nhà bố mẹ ruột của Unche, nói ra trước khi Unche qua đời, từng đi qua khoa phụ sản, và ép người yêu cũ điều tra Unche từng ở cùng ai. Nhưng khi anh trai của Unche tới bệnh viện, thì nhìn thấy trong tờ đơn, ngoài tên của Unche ra thì còn có tên của Kyobin anh trai của Unche lúc này mới nhận ra có khả năng Kyobin là hung thủ làm hại em gái anh. Sau đó tới nhà bọn họ, để hỏi một cách rõ ràng. Đây cũng là ý của Eji muốn, cô ta muốn lợi dụng gia đình của Unche để gây sức ép cho nhà chồng. Nếu bố chồng muốn đuổi cô ta đi, thì cô ta sẽ kéo bọn họ chết cùng. Khi Eji đang tính toán kế hoạch, Unche cũng bắt đầu hành động. Eji lúc này hốt hoảng, vì chuyện cô ta sao chép sản phẩm công ty nước ngoài. Rồi ký hợp đồng 3 tỷ won, nếu chuyện này điều tra ra, thì cô ta chắc chắn phá sản. Eji sẽ phải bồi thường 9 tỷ won cô ta phải suy nghĩ cách giải quyết. cô ta tới tìm bố chồng và lấy trộm usb vì bên trong usb này có đoạn phim Kyobin giết vợ. khi bố chồng tìm usb, cô ta mang usb đi tới, rồi sau đó uy hiếp bố chồng, thì ra ông bố chồng chưa hề xóa đoạn clip. ez cho rằng nếu cô có đoạn phim này, thì bố chồng sẽ không dám đuổi cô ta đi. nhưng ez vì chuyện vi phạm hợp đồng, thẩm mỹ viện của cô ta bị niêm phong, những tài sản cùng chung tên kiobin và ez cũng đều bị niêm phong. unche vừa gọi cho bạn trai, ngay sau đó cô bị bắt cóc. unche dãy rủa nhưng không có tác dụng. Cô chỉ đành nhìn mình bị hắn đưa vào một căn phòng. Khi hắn trói cô, Unche phát hiện ra kẻ bắt mình lại chính là anh trai ruột. Trong lòng cô không ngừng gọi tên anh, nhưng mồm bị nhét khăn nên nói vào mắt. Trong quá trình anh ta bắt cóc Unche, nhưng anh ta lại không nhìn thấy mặt của Unche. Anh ta cho rằng việc bắt cóc này có thể nhận được sự quay lại của EJ với mình. Bởi vì EJ đồng ý với anh ta, chỉ cần anh ta làm việc này thì cô sẽ nói cho anh biết em gái anh ra đi như nào. Trong khi đó EJ tưởng rằng việc bắt cóc Unche sẽ thành công, nhưng lại nghe nói bạn của Kiobin là Sohi tới nhà ez nghĩ làm sao có thể thì ra sau khi anh trai unche ra khỏi căn phòng anh ta đã gọi cho ez và báo anh đã trói cô gái lại và hy vọng ez giữ lời hứa nhưng khi anh thấy người nghe máy là kyobin kyobin liền tìm ez và hỏi cô ta đã làm gì sohi ez không chút sợ hãi bình tĩnh nói sohi phá hoại gia đình cô cô sẽ khiến sohi giống như unche là phải oẳng khiến cho cô ta biến mất mãi mãi kyobin biết ez đã hoàn toàn bị điên rồi nhất định ez sẽ không nói ra do đó kyobin lái xe đi tìm anh trai của Unche cũng tới nhà Kyobin. Anh muốn Eji nói ra chân tướng, nhưng Eji lại nói cô ta quên mất rồi, và lại chơi đều anh trai Unche. Chớp mắt, Kyobin đã lái xe tới. Lúc anh ta gọi tên Sohi, Unche nghe thấy tiếng và có được hy vọng. Cô ấy liền cố tạo ra âm thanh. Cứ như vậy, Kyobin đã cứu được Unche. Sau sự việc, Kyobin nói việc này với bố mẹ, giải thích về việc Sohi. Chủ tịch nghe xong càng thêm tức giận và ghét Eji. Ngày hôm sau, mẹ chồng nói Eji thật độc ác. Hai cảnh sát tới tìm, bọn họ tới vì công ty mỹ phẩm, và bắt E đi điều tra. Ezi cầu xin mẹ chồng cứu mình, nhưng mẹ chồng và cô chồng chẳng quan tâm, bọn họ để Ezi bị bắt đi. Tới sở cảnh sát thì Ezi run như cầy sấy, cô ta hỏi cảnh sát làm sao để rời khỏi đây. Cảnh sát nói cô nhét tiền bồi thường cho bên bị hại là xong. Không muốn sống trong tù, cô ta gọi cho bố chồng và nói sẽ đồng ý ly hôn với một điều kiện, đó là ông ta phải bảo lãnh cô ta. Cứ như này cô ta đã ký vào đơn ly hôn và phải trải qua những gì un che phải chịu, không còn thể như trước được nữa. Bố chồng nói rằng để tránh cô ta không giữ lời hứa, ông ta chỉ giúp cô ta trả phần lớn số tiền. Phần còn lại sẽ trả từ từ để tránh việc cô ta gây sức ép. Bố chồng bảo Eji lấy ra chứng cứ Kyo-bin giết người. Sau khi có USB ông ta hủy nó đi và đập vỡ nó. Sau đó Eji quay về thẩm mỹ viện của mình thì thấy nhân viên đang dọn dẹp và thu dọn đồ của cô ta. Cô ta hỏi bọn họ đang làm cái gì thế hả? Un Che lúc này đi tới và nói thẩm mỹ viện này đã bị thu hồi cũng như toàn bộ tài sản bên trong. Un Che nói giờ đây nó là của mình nên cô thích làm gì thì làm và nói Eji ơi em mau cút đi em hoặc muốn có cơm ăn thì ở đây làm nhân viên quét nhà cho chị. Un che xỉ nhục cô ta xong rồi rời đi. Eji cười như một con điên nhưng lòng cay cú như ớt chim su. Cô ta khóc thành tiếng. Cũng đúng thôi, đây là cái giá mà cô ta nên trả. Cô ta phải dọn ra ngoài và thuê một căn trọ tồi tàn. Cô ta tới tìm Un che và cầu xin Un che cho làm việc. Un che đồng ý cho cô ta một công việc để cô ta kiếm cơm. Un che cho cô ta làm nhân viên dọn dẹp. Tập phim tới đây là sau khi quay lại Un che lên kế hoạch đuổi Eji ra ngoài và lại cưới lại chồng cũ. Người nhà của cô vô cùng bất ngờ khi thấy ảnh cưới nhìn thấy con rể cũ cưới một cô gái giống hệt con gái của bọn họ nhưng rõ ràng là con gái un của họ đã qua đời bố của un tre hỏi cô ngốc về những tấm ảnh cưới này đây có phải là ảnh của con gái ông chụp khi còn sống không nhưng cô ngốc nói với bọn họ rằng đây là người vợ thứ ba của kyobin để làm rõ chân tướng hai vợ chồng già đích thân tới nhà kyobin để làm rõ vừa gặp bọn họ đã vô cùng kích động bọn họ ngay lập tức nhận ra đây chính là con gái un của mình nhưng nhìn kỹ một chút thì hơi khác cô gái trước mặt này có nhiều hơn một nốt ruồi trên mặt bên trong miệng cũng không có răng vàng vết bớt trên tay cũng không còn thậm chí vết sẹo trên cổ cũng biết mất hai vợ chồng già đối với cô gái trước mắt này cảm thấy vừa quen thuộc và vừa xa lạ bọn họ không có cách nào phân biệt thật giả kyo bin ở bên cạnh thấy bố mẹ vợ cũ và vô cùng tức giận anh ta đẩy bọn họ rồi kéo un che đi vì kế hoạch phục thù của mình un che bắt buộc phải che giấu thân phận với bố mẹ khi hai vợ chồng họ quay về con trai của họ tìm thấy di trúc của un che họ phát hiện ra nét bút trên di thư sau đó mang đối chiếu rõ ràng là những nét chữ khác nhau để làm rõ anh ta đi tới sở cảnh sát muốn hỏi rõ là ai viết cái di thư này sau khi điều tra thì biết năm đó cầm cái di thư này đi là e anh ta bây giờ đã rất chắc chắn cái chết của em gái là có uẩn khúc do đó anh ta tới thẩm mỹ viện rồi đưa e ra ngoài anh ta chất vấn e có phải làm giả di thư không nhưng e giả vờ hồ đồ tỏ ra như không biết gì sau đó anh ta nói mình ở sở cảnh sát đã nhìn thấy cảnh e tới đó giao di thư đã thế còn có cảnh cô ta bị còng tay sau đó anh ta kéo cô ta về nhà anh ta muốn e ở trước mặt bố mẹ nói rõ chuyện này ra, Eji biết không thể giấu được nữa, nên đã khai toàn bộ. Cô ta nói Kyo Bin ban đầu kéo Unche tới biển để hù dọa. Để Unche đồng ý phá thai, nhưng lại phát sinh ra sự việc ngoài ý muốn. Biết tin này, bố mẹ Unche đau khổ, bà ấy không thể tưởng tượng được con gái mình, lại ra đi giữa trời đông cô đơn. Cái chết đó đau khổ bao nhiêu chứ? Bà ấy ngất đi vì bị đà kích, Eji nhanh chóng bỏ đi. Cô ta bỏ đi rồi gọi cho Kyo Bin. Cô ta nói với anh ta rằng cô ta đã kể ra sự tình. Khi anh trai Unche tới văn phòng của Kyo Bin, thì đã không có ai lúc này kyobin tới căn phòng mà Eji thuê bọn họ định trốn ở đây một đêm anh trai unche gõ cửa bên ngoài kyobin sợ hãi không dám phát ra tiếng anh trai unche nghe thấy tiếng bên trong và đầy cửa đặt điện lên thì thấy cả hai ở trong kyobin lập tức cầu xin nói rằng anh ta có thể dùng nhà cửa xe cộ tiền nong để kết thúc chuyện này ý anh ta là nói muốn dùng tiền để mua sinh mạng anh trai của unche chỉ muốn đòi công bằng cho em gái khi anh ta chuẩn bị ra tay với kyobin thì điện thoại reo lên anh ta nghe máy y tá của unche năm đó gọi cho anh anh ta muốn đưa Kyobin tới đồn, nhưng ngay sau đó, EJ dùng vật đập vào đầu anh, anh ta ngất đi. Cả hai nhanh chóng trói anh trai Unche lại, sau đó nhét anh vào tủ đồ. Cả hai định bỏ trốn khỏi Hàn Quốc tới nước khác tránh nạn. Khi Kyobin thu dọn hành lý, thì anh ta lại không từ bỏ được cô vợ vừa cưới. Anh ta gọi điện bảo cô cùng rời đi, nhưng lại bị Unche phát hiện khi về nhà. Unche đưa anh ta tới căn hầm dưới biệt thự, bảo anh ta yên tâm ở đây. Nhưng Unche vô tình biết được rằng Kyobin đã đánh ngất anh trai mình rồi nhốt trong tủ. Unche lấy cái điện thoại dễ bị định vị nên lừa và rồi cầm điện thoại của Kyobin. Sau khi đi ra ngoài, Unche muốn lập tức đi cứu anh trai. Cô lấy điện thoại của Kyobin gửi tin nhắn cho Eji. Nội dung của tin nhắn chính là bỏ rơi Eji tự ra nước ngoài. Kyobin muốn ở lại nhận tội. Eji như muốn phát điên. Kyobin vốn dĩ là công tử tài phiệt, nhưng giờ lại lang thang ăn xin trên đường, nhìn người khác ăn ngon, anh ta chỉ có thể nhìn và nuốt nước bọt. Lúc này bên cạnh anh ta có một tên say rượu đi qua. Anh ta thấy cái ví sắp rơi, trong lòng liền nổi ý đồ xấu. Anh ta đi gần tới lợi dụng lúc người kia say không chú ý nhưng bất ngờ lại bị phát hiện kio bin bị anh ta đẩy ngã nhưng anh ta không tính toán nhiều rồi sau đó rời đi kio bin lại phát hiện tay của mình dính cất chó đường đường là công tử nhà giàu giờ đây lại thảm hại như này thì ra vài ngày trước ở danh sát hại vợ của kio bin đã lộ ra để tránh việc anh trai của unche tính sổ anh ta trốn trong tầng hầm của biệt thự unche vốn dĩ muốn nhốt anh ta mãi mãi trong này để anh ta trải nghiệm cuộc sống trong bóng tối nhưng eji lại phát hiện eji tới đây làm loạn một phen cô ta gọi điện cho anh trai unche để anh ta tới đấm cho Kyobin, do đó Kyobin bỏ chạy. Trong lúc Unche và Eji phang nhau, khi Kyobin ra ngoài nhưng không đem theo áo, tới tiền cũng không mang theo. Lúc này Unche có suy nghĩ, cô muốn cho anh ta tận hưởng cảm giác làm ăn mày. Kyobin rời đi phát hiện không mang theo ví, anh ta định đi tới công ty cầu xin bố, nhưng vừa tới công ty, đã bị bố mẹ vợ cũ đánh cho một trận, rồi nước lên người, sau đó kéo anh ta tới đồn cảnh sát. Khi lên xe, anh ta lại chạy ra ngoài, bởi vì bên ngoài nhiều xe, hai vợ chồng già không dám lao ra. Buổi tối ở ngoài đường, anh ta gọi cho Unche để cầu xin. Anh ta vừa đói vừa lạnh và bảo cô mang tiền và quần áo tới. Khi Unche ra ngoài thì bị anh trai theo dõi. Khi Unche tới nơi và đưa đồ cho Kyobin thì đột nhiên anh trai lao ra. Anh ta tóm cổ tên Kyobin, tận không thể kết liễu hắn ta, nhưng Kyobin phản kích, sau đó bỏ chạy. Anh trai Unche muốn đuổi theo, nhưng Unche ngăn anh ta lại. Anh ta đẩy ngã cô. Unche không muốn anh trai dùng cách này để báo thù, bởi vì báo cảnh sát thì quá dễ dàng cho đám người này rồi. Cô muốn dùng cách của mình để giày vò bọn chúng khi kyo bin bỏ chạy anh ta nhanh chóng mở thùng rác ra và trốn vào khi anh trai un đuổi tới thì không thấy bóng dáng kyo bin đâu nữa kyo bin trốn trong thùng rác mấy tiếng rồi mới đi ra để không bị lộ anh ta bôi bột than lên mặt để ra vẻ như ăn mày cứ như này bộ dạng công tử nhà giàu ngày nào đã biến thành một tên cái bang ăn xin không có quần áo ấm anh ta nhặt khăn và thảm rơi dưới đất anh ta không còn hy vọng gì nữa chỉ mong muốn có một miếng ăn để nhờ un che giúp anh ta trốn tại thẩm mỹ viện ở un tre ở khu đỗ xe Thấy bộ dạng này của anh ta, Un Che vô cùng vui mừng, nhưng cô vẫn muốn anh ta như này mà sống. Do đó cô ta đưa anh ta, đi ăn đêm, sau khi vào nhà hàng, người xung quanh lập tức bỏ đi, vì người anh ta thối um. Anh ta hỏi Un có phải cơ thể mình có mùi gì không? Anh ta muốn Un Che mua cho anh ta một bộ đồ mới. Un Che từ chối và nói, anh ta nên ăn mặc như này để bỏ trốn. Anh ta nghe thấy cũng có lý, anh ta xin Un Che cho anh ta tiền. Un Che nói tiền bị rơi trên xe nên quay lại lấy. Cô ta bảo anh ta đợi thêm vài ngày đợi cô tìm chỗ ở cho anh ta rồi anh ta dọn vào đó trốn. Sau đó Kyobin vẫn phải tiếp tục cuộc sống lang thang, vì đói, anh ta đi ăn trộm đồ của những tên ăn mày khác và bị phát hiện. Kết quả là bị ăn đấm, mặt khác, anh trai của Unche khi điều tra nguyên nhân cái chết của em gái, thì biết được từ cô y tá, y tá nói khi cô tới nhà Kyobin, thì lúc đó, cô bị Eji uy hiếp, bảo cô ấy quyên góp toàn bộ tiền. Y tá nói với, Eji tìm tới cô, khi Eji uy hiếp cô, việc phải giữ bí mật, chỉ trong một đêm, tất cả mọi người đã biết chuyện Unche còn sống. Cô gái vì trả thù thành công, cô bây giờ đã có thể nhận lại bố mẹ. Khi cô và bố mẹ nhận nhau, và cô nhờ mẹ cứu người chồng cũ khốn nạn của mình. Vừa mới lúc nãy, chồng cũ của Unche bị anh trai cô bắt tới đồn. Vì để ép anh ta chịu trừng phạt, Unche bảo bố chồng tới đồn giải thích, cô cho rằng thân phận con dâu mới này có thể giúp ích khi bọn họ tới đồn. Mẹ của Unche xuất hiện sau khi con gái cầu xin. Bà thừa nhận trước mặt mọi người rằng sự thật con gái đã qua đời. Vốn dĩ Kiobin bị định tội nhưng lại được thả ra. Do đó khi Kiobin được cứu ra, Un Che lập tức tới văn phòng bố chồng, cô nói ông ta lấy vài tỷ won ra làm tiền bồi thường cho gia đình của Un Che, cũng như hàng loạt bất động sản, rõ ràng nó so với sinh mạng thì chẳng là cái gì. Ông ta lập tức ký tên đồng ý, sau đó khi Un Che rời đi, Eji lại đưa y tá tới đây, Eji bảo y tá ở trước mặt ông ta, nói ra sự thật Un Che còn sống, khi y tá mở miệng thì lại nói Eji dùng 30 triệu won để mua chuộc ép mình nói dối. Eji lập tức nổi điên, cô ta không ngờ rằng y tá lại thay đổi ý, thực ra vài ngày trước y tá đã liên lạc cho Un Che Thấy EJ vẫn muốn làm càn, bọn họ liền tương kế tự kế, bố Hồng bảo thư ký từ sau này không được cho EJ bước vào đây. Nếu không thì chính anh ta cũng cút, do đó y tá sau khi ra gặp Unche, Unche đồng ý sẽ cho cô một công việc tại Seoul, thậm chí còn cho cô một chỗ ở mới. Lúc này EJ biết Unche còn sống, để điều tra thân phận của Sohi có phải Unche không. Cô ta tới tìm bạn thân của mẹ Sohi, tốn hàng đống vàng để mua tin tức, ít tin Sohi thật ra đã sớm qua đời và Sohi hiện nay là giả, thậm chí còn biết cả nhà Sohi. Bây giờ EJ chắc chắn Sohi không phải con gái của bà chủ tịch, nhưng cô ta chưa có bằng chứng chứng minh Sohi là Unche. Cô ta tới tìm Sohi để cố ý moi tin, nhưng Unche sớm đã biết ý đồ này và không thèm để cô ta trong mắt. Việc Eji hoài nghi khiến Unche cảnh giác cao độ. Cô cần nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Khi Unche quay về thẩm mỹ viện và gặp mẹ, thì lại bị người phụ nữ bán đứng cô nhìn thấy. Lúc rời đi, mẹ của Unche còn làm rơi đồng hồ. Cuộc nói chuyện của hai người bị người này nghe hết. Bà ta mang tin tức nói cho Eji. Sau đó Eji lấy đồng hồ tới trước mặt mẹ của Unche. Mẹ của Unche nói rằng đồng hồ bà không hề mất. Sau đó lấy ra một cái y hệt, Eji không thể tin nổi. Cô ta cảm thấy như bọn họ vừa mua, nhưng sự thật lại là như này. Mẹ của Unche nói ra chuyện này cho cô, Unche lập tức mua cho bà cái mới. Mặc dù việc Unche đối phó với Eji, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại. Eji gọi cho bố Unche, nói dối vợ của Kyobin đã gặp tai nạn qua đời. Khi mẹ của Unche nghe xong liền sốc, anh trai gọi cho Unche nhưng không ai nghe. Bọn họ tưởng là thật, do đó vội vã tới bệnh viện sơ Un. Cùng lúc đó, Unche gọi Kyobin tới, gián tiếp nói cho bố mẹ Unche việc xảy ra tai nạn. Unche nghe xong, lập tức vội vã tới bệnh viện, nhưng khi hai bên tới bệnh viện, bọn họ không có thời gian vui mừng. Lúc này Eji đi tới, thân phận Unche đã bị bại lộ, lúc này Unche cũng không che giấu nữa, bởi vì cô đã có được toàn bộ tài sản nhà Kyobin. Unche thừa nhận thân phận, và còn xỉ nhục Eji là tiểu tam xấu xa. Khi Unche về nhà thu dọn hành lý, lúc Kyobin quay lại, cô cũng không che giấu thân phận nữa. Ít tin Sohi chính là Unche anh ta sợ hãi bỏ chạy bố mẹ chồng cũng sốc khi biết sự thật un che trách móc bố chồng năm đó hoài nghi cô và đuổi cô ra ngoài cái nhà này ngoài cô ngốc ra thì toàn là một lũ khốn xấu xa bọn họ cần phải chịu trừng phạt tập phim tới đây là hết